Tháng thư là bệnh hại phổ biến, gây chết cành, cháy lá và thối quả trên cây cà phê, gây rụng quả với tỷ lệ cao lên đến 45%. Amista Top 325SC với công nghệ Amista độc quyền từ Syngenta, đảm bảo độ tinh khiết, kiểm soát tháng thư và hạn chế rụng quả một cách vượt trội. Amista Top còn giữ bộ lá xanh dày, đẩy nhanh quá trình vào nhân. Amista Top 325SC, chất sạch tháng thư, xanh lá, đẹp quả.